Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm cà phê bọt biển. Cần cái máy cầm tay bằng điện. 4 muỗng cà phê hòa tan. 4 muỗng cà phê đường cát trắng. Sữa tươi không đường lạnh. Nồi nấu nước sôi. 4 muỗng cà phê hòa tan. 4 muỗng cà phê đường cát trắng. 4 muỗng cà phê nước sôi. Dùng máy cầm tay đánh bắt đầu tốc độ số 2. Khoảng 20 giây, nâng tốc độ lên maximum đến khi thấy hỗn hợp. Từ từ đặt lại. Hỗn hợp nhìn như vậy là đạt. Sữa tươi không đường lạnh, bạn có thể cho bao nhiêu bạn thích. Nếu bạn thích uống cà phê đặc thì cho ít sữa, còn nếu thích uống cà phê không đặc thì cho nhiều sữa. Theo mình, cà phê này rất đặc, cho nên mình phải bỏ nhiều sữa tươi, không thì uống vào tim đập mạnh. Trông cũng đẹp. Khuấy đều từ từ rồi mình có thể thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích cho mình cái like và subscribe. Chúc các bạn có một ngày vui. Bye bye.